Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa là vô nhiễm cũng không tan mất, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự là vô nhiễm cũng không tan mất, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát là vô nhiễm cũng không tan mất, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ là vô nhiễm cũng không tan mất, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không là vô nhiễm cũng không tan mất, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt là vô nhiễm cũng không tan mất, sáu phép thần thông là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, mười lực của Phật là vô nhiễm cũng không tan mất, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, trí nhất thiết là vô nhiễm cũng không tan mất, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp không quên mất là vô nhiễm cũng không tan mất, tánh luôn luôn xả là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, tất cả pháp môn đà la ni là vô nhiễm cũng không tan mất, tất cả pháp môn tam ma địa là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc cực hỷ là vô nhiễm cũng không tan mất, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc phàm phu là vô nhiễm cũng không tan mất, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc phụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc sĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, thanh văn thừa là vô nhiễm cũng không tan mất, độc giác thừa, đại thừa là vô nhiễm cũng không tan mất. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi tử, các pháp là thanh tịnh cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp là thanh tịnh thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện, pháp nào là thanh tịnh cũng không tan mất? Thiện hiện đáp, xá lợi tử, sắc là thanh tịnh cũng không tan mất, thọ tưởng hành thức là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn xứ là thanh tịnh cũng không tan mất, nhĩ tý thiệt thân ý xứ là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, sắc xứ là thanh tịnh cũng không tan mất, thanh hương vị xúc pháp xứ là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn giới là thanh tịnh cũng không tan mất, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhĩ giới là thanh tịnh cũng không tan mất, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, tỷ giới là thanh tịnh cũng không tan mất, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, thiệt giới là thanh tịnh cũng không tan mất, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, thân giới là thanh tịnh cũng không tan mất, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, ý giới là thanh tịnh cũng không tan mất, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, địa giới là thanh tịnh cũng không tan mất, thủy hỏa phong không thức giới là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, thánh đế khổ là thanh tịnh cũng không tan mất, thánh đế tập diệt đạo là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, vô minh là thanh tịnh cũng không tan mất, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, cái không nội là thanh tịnh cũng không tan mất, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là thanh tịnh cũng không tan mất.
Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa là thanh tịnh cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự là thanh tịnh cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát là thanh tịnh cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ là thanh tịnh cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm đực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không là thanh tịnh cũng không tan mất. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt là thanh tịnh cũng không tan mất. Sáu phép thần thông là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, mười lực của Phật là thanh tịnh cũng không tan mất. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, trí nhất thiết là thanh tịnh cũng không tan mất. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp không quên mất là thanh tịnh cũng không tan mất. Tánh luôn luôn xả là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, tất cả pháp môn Đà La Ni là thanh tịnh cũng không tan mất. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc cực hỷ là thanh tịnh cũng không tan mất. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc phàm phu là thanh tịnh cũng không tan mất. Bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, thanh văn thừa là thanh tịnh cũng không tan mất. Độc giác thừa, đại thừa là thanh tịnh cũng không tan mất. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi tử, các pháp là xuất thế gian cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp là xuất thế gian thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy, xá lợi tử hỏi thiện hiện, pháp nào là xuất thế gian cũng không tan mất? Thiện hiện đáp, xá lợi tử, sắc là xuất thế gian cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn xứ là xuất thế gian cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, sắc xứ là xuất thế gian cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn giới là xuất thế gian cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhĩ giới là xuất thế gian cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, tỷ giới là xuất thế gian cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, thiệt giới là xuất thế gian cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, thân giới là xuất thế gian cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, ý giới là xuất thế gian cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, địa giới là xuất thế gian cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, thánh đế khổ là xuất thế gian cũng không tan mất. Thánh đế tập diệt đạo là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, vô minh là xuất thế gian cũng không tan mất. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, cái không nội là xuất thế gian cũng không tan mất. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn,
cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa là xuất thế gian cũng không tan mất. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự là xuất thế gian cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát là xuất thế gian cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ là xuất thế gian cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không là xuất thế gian cũng không tan mất. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt là xuất thế gian cũng không tan mất. Sáu phép thần thông là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, mười lực của Phật là xuất thế gian cũng không tan mất. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, trí nhất thiết là xuất thế gian cũng không tan mất. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp không quên mất là xuất thế gian cũng không tan mất. Tánh luôn luôn xả là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, tất cả pháp môn đà na ni là xuất thế gian cũng không tan mất. Tất cả pháp môn tam ma địa là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc cực hỷ là xuất thế gian cũng không tan mất. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc phàm phu là xuất thế gian cũng không tan mất. Bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, thanh văn thừa là xuất thế gian cũng không tan mất. Độc giác thừa, đại thừa là xuất thế gian cũng không tan mất. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi tử, các pháp là vô vi cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp là vô vi thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy, xá lợi tử hỏi thiện hiện, pháp nào là vô vi cũng không tan mất. Thiện hiện đáp, xá lợi tử, sắc là vô vi cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn xứ là vô vi cũng không tan mất. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, sắc xứ là vô vi cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn giới là vô vi cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhĩ giới là vô vi cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, tỷ giới là vô vi cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, thiệt giới là vô vi cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, thân giới là vô vi cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, ý giới là vô vi cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, địa giới là vô vi cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, thánh đế khổ là vô vi cũng không tan mất. Thánh đế tập diệt đạo là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, vô minh là vô vi cũng không tan mất. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là vô vi cũng không tan mất. Xá lợi tử, cái không nội là vô vi cũng không tan mất. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn,
cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, bồ thí ba la mật đa là vô vi, cũng không tan mất. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự là vô vi, cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát là vô vi, cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ là vô vi, cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không là vô vi, cũng không tan mất. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt là vô vi, cũng không tan mất. Sáu phép thần thông là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, mười lực của Phật là vô vi, cũng không tan mất. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi từ, trí nhất thiết là vô vi, cũng không tan mất. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi từ, pháp không quên mất là vô vi, cũng không tan mất. Tánh luôn luôn xả là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, tất cả pháp môn Đà La Ni là vô vi, cũng không tan mất. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc cực hỷ là vô vi, cũng không tan mất. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc phàm phu là vô vi, cũng không tan mất. Bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc sĩ viện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, thanh văn thừa là vô vi, cũng không tan mất. Độc giác thừa, đại thừa là vô vi, cũng không tan mất. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi tử, tất cả pháp chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Khi ấy, xá lợi tử hỏi Thiện Hiện, vì sao tất cả pháp chẳng phải thường, chẳng phải hoại? Thiện Hiện đáp, xá lợi tử, sắc chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Thọ tưởng hành thức chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, nhãn xứ chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, sắc xứ chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, nhãn giới chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, nhĩ giới chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, tĩ giới chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, thiệt giới chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, thân giới chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, ý giới chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, địa giới chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy.
thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, thánh đế khổ chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Thánh đế tập diệt đạo chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, vô minh chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu não, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, cái không nội chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, bốn tịnh lự chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, tám giải thoát chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, bốn niệm trụ, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, năm loại mắt chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Sáu phép thần thông chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, mười lực của Phật chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, trí nhất thiết chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, pháp không quên mất, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tánh luôn luôn xả, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, bậc cực kỳ chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, bậc phàm phu chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc phụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai, chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, thanh văn thừa chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Độc giác thừa, đại thừa chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Xá lợi tử, nói tóm lại, tất cả pháp thiện chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả pháp phi thiện chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả pháp hữu ký chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả pháp vô ký chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả pháp hữu lậu chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả pháp vô lậu chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả pháp hữu vi chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy. Tất cả pháp vô vi chẳng phải thường, chẳng phải hoại. Vì sao? Vì bản tánh là như vậy.
Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng như vậy, đều không có tự tánh. Lúc bấy giờ, cụ Thọ Thiện hiện, lại đáp lời Xá Lợi Tử. Như tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói sắc vân vân các pháp rốt ráo chẳng sanh? Xá Lợi Tử, bản tánh của sắc rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của thọ tưởng hành thức rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của sắc cho đến thức chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của nhãn xứ rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của nhãn xứ cho đến ý xứ chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của sắc xứ rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của nhãn giới rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của nhĩ giới rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của tỷ giới rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của thiệt giới rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của thân giới rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của ý giới rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của địa giới rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của địa giới cho đến thức giới chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của thánh đế khổ rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của thánh đế tập diệt đạo rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của vô minh rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác, bản tánh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu thân khổ ưu não rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác.